À, xin chào các bạn à, nếu như mà các bạn có cùng một cái sản phẩm như thế này nhưng mà các bạn lại có uh, nhiều cái phiên bản khác nhau uh, trên cái cái sản phẩm đó mà mỗi phiên bản đó lại có những cái giá cả khác nhau giả sử như là năm có một cái điện thoại iphone bảy uh, như thế này và nó có các màu màu đen màu uh, hồng màu vàng ví dụ như ba màu chẳng hạn thì mỗi màu đều có những cái giá khác nhau cái thì 8 triệu cái thì 9 triệu cái thì 10 triệu ví dụ như vậy mà nếu như bình thường chúng ta không biết cái chức năng này bây giờ nam sẽ làm cho các bạn một video để các bạn uh, biết cách để mà chiến đăng một sản phẩm thôi đăng một lần thôi mà được cả ba cái phiên bản này uh, nhiều bạn ấy đã rất loay hoay trong việc này và um, khi mà chúng ta làm theo cái cách của nam thì ở website chúng ta sẽ tối ưu sao hơn mà khách hàng người ta nhìn truy cập một cái uh, sản phẩm của các bạn thôi là người ta sẽ biết được toàn bộ cái phiên bản của cái sản phẩm đó ở uh, cái video này uh, phù hợp với những ai mà bán những sản phẩm mà trong đó có nhiều cái thuộc tính hay nhiều cái cái phiên bản của cái sản phẩm đó uh, ví dụ như là giày thì có cỡ giày 35 36 37 ví dụ như vậy mươi uh, giày 35 36 37 thì mỗi cái cỡ giày là sẽ có mỗi cái giá khác nhau hoặc là chúng ta bán quần áo chẳng hạn có những cái loại là màu uh, màu khác nhau ở uh, kích thước khác nhau đúng không? thì mỗi cái kích thước, mỗi cái màu đó chúng ta có thể cài đặt cho nó cái giá khác nhau được và chỉ cần đăng có đúng một lần thôi. cho nên là chúng ta hãy xem video này để xem cái cách mà nam trình bày ở trên cái website như thế nào. và ở đây với một bạn mà chưa biết cách thì bạn ấy sẽ đăng như thế này. giả sử chúng ta sẽ thấy là nước rửa chén hữu cơ đó, mấy cái này đều giống nhau, đều cùng cái thể tích này, nhưng gì khác nhau cái hương hương hồng hương quyết hương quế đó và ba cái này đều cùng một cái giá hoặc là giá có thể chênh lệch nhưng mà không đáng kể không có thay đổi nhiều ờ, tuy nhiên là lại phải tạo ra ba cái sản phẩm giống nhau như thế này vừa mất thời gian mà khách hàng họ lại cảm thấy rối ví dụ như họ vào cái sản phẩm là hương hồng chẳng hạn thì họ lại không biết rằng là có cái hương quế chẳng hạn và họ tắt cái website của chúng ta đi như vậy là chúng ta sẽ mất một cái cơ hội bán hàng Chính vì như vậy và Nam sẽ hướng dẫn cho các bạn ấy cách để các bạn làm như vậy trên cái nền tảng website là WordPress nhé. Bây giờ thì các bạn hãy làm như thế này. Đầu tiên là Nam cho các bạn xem cái kết quả mà Nam đã làm được. Thì ở đây khi mà Nam làm như thế này thì cái giá của nó sẽ là ở đây nó sẽ không phải là fix một cái con số cố định. Mà nó sẽ là dao động từ con số nhỏ nhất đến con số lớn nhất. Thì trông rất là hay. Ví dụ như ở đâu đó bán 80.000 chẳng hạn thì ở đây lại có một con số là 15.000 Ví dụ vậy khách hàng thấy là chúng ta để con số này thì khách hàng cảm thấy rất là thích và họ sẽ nghĩ là chúng ta um, có giá tốt và họ đi vào, vào đây họ mới biết được là cái 15.000 này á là chỉ là cái giá của cái sản phẩm uh, của phiên bản thấp nhất uh, ở đây thôi đó Cái này rất là hay và ở trong đây thì uh, tùy theo uh, mỗi cái uh, thuộc tính mà ta đã đã chọn ở đây sẽ có cái giá khác nhau và kể cả là chúng ta cài đặt cho cái ảnh nó cũng khác nhau luôn đó rất là hay các bạn nhé đó các bạn thấy không ạ ví dụ như nam muốn thay đổi cái thuộc tính này ứng với ảnh này rất là đơn giản đó rồi dưới đây khách hàng mà muốn mua hàng thì nó cứ thế nó cộng lên cho 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 khách hàng nam sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn không để các bạn phải chờ đợi lâu bây giờ các bạn hãy vào phần plugin ở phần plugin chúng ta sẽ cài một cái plugin này các bạn nhé ở đây các bạn biết là nam đang dùng một cái plugin có tên là như thế này đó plugin có tên là uh, Color and label uh, cái này tóm lại là đọc là cái gì không biết nhưng đúng không ạ thì nó sẽ là plugin này và ở dưới video này thì nam sẽ uh, gửi cho bạn một cái địa chỉ để các bạn có thể um, mua cái plugin này uh, giá cũng rất là rẻ chỉ có khoảng tầm uh, Uh, 90.000 thôi là các bạn đã sở hữu cái plugin này và các bạn xem video này của Nam nữa thì các bạn lại có một cái cách để các bạn sở hữu cái chức năng này mà chúng ta chỉ hết có 90.000 đồng thôi quá tuyệt vời quá tuyệt vời các bạn nhé Nếu như các bạn mà không biết đấy các bạn thuê những công ty thiết kế website thì có thể cái chức năng này người ta làm và người ta có thể thu tiền các bạn ở cái mức là uh, rất là cao bởi vì nó hơi phức tạp nhưng mà những cái phức tạp đó thì Nam sẽ làm thành cái video này và các bạn có thể tự làm được đúng không ạ dành những ai mà người ta mai mà, mà dành thời gian đó còn những ai mà muốn uh, bỏ tiền ra để mua thời gian thì chúng ta cũng nên thuê bởi vì nó hơi phức tạp thì dành cho những ai mà mày mò thì các bạn ấy làm nhá các bạn nhé thì cài cái plugin này thì cài như thế nào thì chúng ta cũng rất là dễ thôi sau khi mà đã có được uh, cái plugin mà nam uh, nói trong video này để các bạn bấm uh, tải lên rồi bấm uh, tải lên rồi cài đặt thôi đó thì sau khi mà chúng ta đã cài đặt thì chúng ta vào cái phần là sản phẩm chúng ta re vào cái phần là các thuộc tính đó đây là sau khi mà các bạn đã có một login rồi nhá đã kích hoạt rồi thì chúng ta vào đây và sau đó chúng ta điền thêm cái thuộc tính của chúng ta vào giả sử như là nam đã có hai cái thuộc tính là thể tích này khối lượng này bây giờ ví dụ như nam sẽ thêm một cái là màu sắc này chẳng hạn đó nam chỉ việc điền màu sắc thôi cái đường dẫn tính này chúng ta có thể điền vào hoặc là để nguyên không, không quan trọng thì chúng ta bấm vào chữ là cho phép lưu trữ này nữa. Thì khi mà chúng ta bấm vào nút cho phép lưu trữ thì uh, Google cũng sẽ đánh giá cao các sao chúng ta hơn, nói cách khác là sẽ tối ưu sao hơn. Tiếp tục là chúng ta đến phần lựa chọn, ở uh, lựa chọn loại thì uh, chúng ta sẽ chọn cái loại là lựa chọn. Đó, uh, thì Nam đang dùng cái loại gọi là lựa chọn. Thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn uh, cái loại khác nếu chúng ta thích. Thì ở dưới đây có ba cái uh, sau nữa thì Nam sẽ không hướng dẫn để các bạn uh, tự uh, tìm hiểu và nam sẽ hướng dẫn cho bạn một trong số bốn cái này đó là phần uh, lựa chọn cái mà nam nghĩ là sẽ có nhiều người bạn uh, là cần hơn ví dụ như nam đang dùng cái chức năng này như thế này đó rồi ở uh, xuống như này chúng ta có thể mô tả hoặc là không cũng được không sao hết chúng ta bấm một nút là thêm thuộc tính Đấm thêm thuộc tính như vậy là chúng ta đã có ba cái thuộc tính rồi đó và bây giờ chúng ta sẽ uh, cái phần màu sắc mà nam vừa hướng dẫn với các bạn đây thì nam sẽ uh, uh, bấm vào cái phần là cấu hình chủng loại của thuộc tính sản phẩm rồi ở đây nam sẽ thêm uh, cái màu sắc ví dụ như là màu uh, xanh đó bấm thêm màu sắc uh, nam bấm thêm là màu đỏ nam bấm thêm là màu vàng rồi ok như vậy là nam đã có ba cái màu trong cái thuộc tính này và bây giờ thì uh, uh, về cơ bản là bây giờ nam chỉ cần là uh, quay về sản phẩm thôi nam xem một cái sản phẩm nào đó mà nam cần uh, chỉnh sửa giả sử như là sản phẩm uh, nam sẽ lấy một cái sản phẩm làm ví dụ các bạn nhé nam lấy một sản phẩm làm ví dụ ví dụ sản phẩm là như thế này đi đây sản phẩm này nam sẽ bấm vào chỉnh sửa sản phẩm đó Đó, bấm sự trong cái phần mà ở dưới này ta kéo xuống đây ta thấy cái phần là các thuộc tính này các biến thể này thì ở dưới đây nhé các bạn lưu ý là chúng ta bình thường đó là ngay ở chỗ phần dữ liệu sản phẩm này thì mặc định nó là sản phẩm đơn giản đúng không ạ thì chúng ta hãy chuyển nó sang thành sản phẩm có biến thể đó hãy chuyển nó sang thành phẩm có biến thể và chúng ta hãy điền cái mã sản phẩm của chúng ta vào đây đó mã sản phẩm vào đây và sau đó là chúng ta bắt đầu quan tâm đến hai phần phần các thuộc tính và các biến thể phần các thuộc tính thì chúng ta đã làm ở phần kia đó là cái phần mà chỉ là cái kho để lưu trữ thôi à, còn ở đây chúng ta muốn dùng cái thuộc tính nào là chúng ta phải lôi nó ra giả sử chúng ta uh, nam mới thêm uh, mới lôi ra một cái là thể tích thôi và bây giờ thì nam lôi cái màu sắc mà nam vừa làm cùng các bạn đó nam lôi ra thì nam sẽ chọn ở đây đổi xuống màu sắc và bấm nút thêm đó được chưa như vậy là nó xuống cái màu sắc và nam sẽ chọn ở đây là có ba cái màu mà nam đã uh, thêm vào đấy các bạn thì nam sẽ bấm lưu lại rồi như vậy là với sản phẩm này nam đã thêm hai cái như thế này thì nam sẽ xem kết quả thế nào các bạn nhé nam sẽ cập nhật và nam xem nam cùng các bạn này xem kết quả như thế nào xem nó hiển thị chưa nhé. Đó, như vậy là nó chưa hiển thị các bạn nhé Vì chúng ta chưa cung cấp đủ thông tin Đó, chúng ta tiếp tục Chúng ta tiếp tục cung cấp đủ thông tin cho nó Ở đây là phần màu sắc Và chúng ta đã thêm hai ba, thêm ba cái màu chúng ta rồi Đó, chúng ta hãy bấm vào cái cái tích vào cái ô này nữa Dùng cho nhiều biến thể Đó, chúng ta bấm lưu lại Chúng ta bấm vào cả tích vào cả cái ô đó nữa và ở đây trong trường hợp chúng ta có một cái màu khác nữa ví dụ như màu tím chẳng hạn thì chúng ta sẽ thêm một đây màu tím ok chưa đó như vậy chúng ta sẽ có bốn màu rồi lưu thực tính và chúng ta bấm cập nhật và à, nam có một thói quen đó là khi mà làm một cái gì đó thì nam thường à, cập nhật lại sau đó là nam sẽ mở một cái đáp bên cạnh này nam đợi nó và nam sẽ kiểm tra xem là nó đã làm đến đâu rồi và bây giờ chúng ta sẽ thấy là nó có cái hộp tùy chọn rồi các bạn nhé đó màu tím đó rất hay nhá màu tím này chúng ta không 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 kèm cái giá vào thì giá của nó sẽ theo cái thể tích là như thế như thế này là xong rồi và bây giờ thì nam muốn hướng dẫn cho các bạn cách là mỗi cái thuộc tính ứng với một cái giá như thế nào các bạn nhé giả sử như ở đây Nam đã uh, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần là các thuộc tính đó. Các thuộc tính thì uh, Nam vừa làm được các biến thể chứ. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần là các biến thể. Trong phần các biến thể này thì hiện tại Nam có bốn cái biến thể theo cái thể tích. Bây giờ Nam muốn là thêm các uh, uh, biến thể về màu sắc nữa thì Nam sẽ bấm vào cái nút là tạo biến thể từ tất cả các thuộc tính đó hoặc là để cho hướng dẫn cho các bạn một cách uh, uh, cụ thể hơn đó để các bạn uh, làm theo nó dễ thì nam sẽ xóa hết những cái mà nam đang uh, đã làm này đi đó nam xóa hết cái mà nam đã làm này đi và nam sẽ thay thế nó bằng cái uh, mới thì nam sẽ bấm vào tạo biến thể từ rất cao học tính đó và bấm nút đi ok bấm nút đi rồi chúng ta hãy chờ đợi nó một lát rất đơn giản thôi 20 các biến thể được thêm Rồi Bây giờ là chúng ta thấy nè Cái um, nó, nó, nó sẽ tính cho chúng ta này một lít màu màu tím một à, lít màu tím một lít màu vàng một lít màu xanh một lít màu đỏ đấy vân 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 đó nó sẽ chia đây cho chúng ta rất là hay và để làm xem cái hướng dẫn của họ là sẽ cho chúng ta tối đa được bao nhiêu các bạn nhé bao nhiêu bao nhiêu biến thể nếu bạn có hơn 15 biến thể thì hãy làm như thế này Vân 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 Tức là không giới hạn các biến thể các bạn nhé Các bạn có thể làm theo bao nhiêu cũng được Và bây giờ chúng ta đã xem là xét là một lít màu tím giá bao nhiêu Đó một lít màu tím giá bao nhiêu thì chúng ta điền vào đây Giả sử như là 20 Đó Chúng ta nếu có giá ưu đãi thì chúng ta điền vào đây Đó rồi, 1 lít màu, màu vàng thì giá bao nhiêu? Thì chúng ta cũng cài đặt vào đây rất là đơn giản cái phần giá ưu đãi này thì không nhất định các bạn phải điền nhé các bạn có thể điền hoặc không rồi giá một lít màu xanh giá bao nhiêu rồi nam lấy ví dụ đến đây thôi và bây giờ chúng ta sẽ bấm vào nút là lưu thay đổi và chúng ta sẽ xem kết quả thế nào các bạn nhé rất là hay các bạn ạ đó thể tích này chúng ta chọn loại một lít này. để giờ màu sắc thì chúng ta chọn màu tím này. đó là nó sẽ ra ra, ra, ra giá các bạn nhé. rồi rất là tuyệt vời. rất là tuyệt vời luôn. và ngoài ra thì chúng ta có thể là chọn mặc định. ví dụ như là chúng ta vừa thấy này, ta nhìn này. đó vừa nhìn ở đây thì nó không ra một cái thông tin nào cả vào bắt là khách hàng phải chọn thì nó mới ra giá đúng không? nhưng mà bây giờ ta sẽ làm như thế này ta cho nó mặc định là khách hàng sẽ mua cái loại 1 lít và khách hàng sẽ mua cái loại màu vàng tức là cái loại nào mà nó hay uh, nó hay hay được uh, mua đấy các bạn uh, thì chúng ta sẽ uh, chọn vào đây để sẵn vào đó để cho khách hàng cũng đỡ mất công đó bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả nhá ở đây nó sẽ không cần phải bắt khách hàng chọn nữa đó rất hay như vậy nó mặc định là 1 lít này, mặc định là màu vàng này, mặc định là 25 000 Đó, cái chỗ này thì Nam chưa thêm cái phần 2 lít, 3 lít bao nhiêu đó. Chưa điền đủ thông tin nên là nó chỉ đổ ra có một cái thôi. Đó. Đó, rất là hay luôn, rất là tuyệt vời luôn. Khám phá ra điều này và Nam cảm thấy rất là vui mừng. Rất là vui mừng luôn các bạn nhé Rồi, như vậy là đến đây cũng đã xong rồi. Cái việc mà tìm hiểu thì Nam đã tốn rất là nhiều thời gian Nhưng cái việc mà ứng dụng thì thì khi mà đã biết rồi thì làm rất là nhanh và bây giờ thì nam đã đúc kết lên cái video uh, như thế này và các bạn chỉ xem nó thôi và các bạn làm được và thực sự là nam nghĩ rằng các bạn sẽ rất là vui khi mà xem video này uh, nam cảm thấy như vậy và nếu như các bạn cảm thấy vui uh, đúng như nam đoán thì các bạn hãy uh, comment một cái điều gì đó ví dụ như cảm ơn nam hoặc là tuyệt vời hay là đặt câu hỏi cho nam ví dụ như vậy thì để nam có thêm động lực nhiều hơn nữa để nam làm những cái video Uh, tuyệt vời cho các bạn nhé uh, rất là cảm ơn các bạn đã xem video và uh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo